Các bạn có biết tôi đang nấu cái gì không? Thằng cháu á, ngày hôm qua nó trồng bắp ở bên hông nhà đó, nó đem vào cho tôi tới chục mấy trái, luộc lên ăn đâu có hết đâu các bạn, ăn không nổi. Và bếp bắp nếp thì tôi lại tính lễ ra để làm bắp xào, nhưng mà tôi lại nói thôi đổi ý, tôi làm nấu chè bắp. Ở trong này có được 2 muối sầu riêng nữa nè các bạn. Đang chờ thằng con nó mua cái gì, nước dừa cốt. Các bạn vừa xem vừa nghe nha các bạn. Như cánh hồng thai do Thảo Vũ sáng tác. Phải đứng quậy vậy đó các bạn ơi, để sợ nó khét, cho nó sệt sệt. Đây là chè bắp đó các bạn, rồi có 2 muối sầu riêng. Cắt bỏ vô đây nè, quậy từ nãy giờ là nó cũng tan ra hết rồi. Đó, chè bắp sầu riêng, bây giờ chờ nước dừa nữa. Nước dừa nữa tôi sẽ nấu nước cốt riêng, tôi cũng sẽ quay để cho các bạn xem nha. Để nó sôi tự nhiên, nó rút từ từ. Cái độ sệt là có rồi nè các bạn. Mới ban đầu tôi tính bỏ miếng bột năng hay là bột gạo vô, nhưng mà bây giờ không cần nữa. Đó, như vậy là được rồi. Ngon lắm các bạn ơi, ngon lắm. Giờ chờ nước cốt dừa về, tôi sẽ nấu một nồi nước cốt dừa riêng ai ăn. Bỏ vô, mình sẽ bỏ vô đây một miếng nước cốt dừa, rồi mình sẽ nấu ngoài nữa, ai muốn ăn béo thì cho thêm. Ở bên ngoài trời nó đang rất nóng các bạn, nóng quá nóng. Rồi tôi sẽ tắt ở đây nha các bạn ơi, nó đủ rồi đó, nó đủ độ sệt rồi đó. Cỡ một chút xíu nữa có nước cốt dừa bỏ vô nữa thì nó sẽ béo, rồi mình sẽ nấu nước cốt dừa ở bên ngoài nữa. Cho tôi tạm dừng đây nha các bạn, để chút xíu tôi sẽ quay thêm. Quên nữa, để cho nghe hết bài này đi. Thank you.
Rồi. Rồi, hết rồi. Bài đó hết rồi, tôi cũng xin dừng ở đây. Dừng đây, chờ nước cốt mình sẽ quay tiếp nha các bạn.